Chiếc xe bếp này là không chịu xếp vô, mình xếp xếp vô cái hộp thuốc vậy đó, xếp đồ chơi theo cách của bối. Chị thích chơi vậy đó, làm gì chị chơi cặm cụi luôn, chơi chăm chú luôn, quyết tâm luôn. Bối ơi, con chơi gì đó, con đang chơi gì đó. Bối, bối ơi, chị tập trung lắm nha, chơi tập trung lắm á. Chị lại xếp vô từ đầu, chị sổ ra, chị xếp vô. Đằng sau lưng con cục kìa, đó kìa, cái xe hơi kìa. Bỏ vô mà không gài cái đít lại, cặm cụi lắm á. Nè mẹ gài cái hộp lại cho, không chịu hả? Hay dục đồ chơi quá à, bốn đồ vậy nha.